chào mừng các bạn đã đến với Esports Việt. Mình là Tomia và bây giờ chúng ta sẽ đến với hero tiếp theo trong series Mỗi Phút Một Tướng. Trong kỳ đầu tiên của năm Bính Thân 2016, Tomia thay mặt tập thể ESV cũng như ekip làm chương trình xin chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Như các bạn đã biết, năm nay là năm con khỉ và đương nhiên là đã nhắc đến con khỉ thì không thể nào bỏ qua Tề Thiên Đại Thánh. Mà nhắc đến Tôn Ngộ Không thì chắc chắn ai cũng nghĩ đến gậy như ý. Monkey King 3 trong Dota 2 thì hero lên MKB nhiều nhất chính là Green Ranger. Chính vì vậy trong kỳ lần này chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn hero Green Ranger, được mệnh danh là đứa con của thần gió. Skill mode là một trong những stun vi diệu nhất Dota 2, bắn ra một sợi dây có khả năng chói hai đối tượng với nhau hoặc một đối tượng với cây và sẽ stun cực kỳ lâu. Còn nếu không ai để chói thì chỉ stun một tí thôi. Skill 2 dương cung lên bắn một mũi tên xé gió gây đam cho tất cả các đối tượng trên đường thẳng này. Sát thương sẽ giảm dần cho số vật cản và không hiểu vì lý do gì mà toàn bộ cây cối trên đường tên sẽ bị phá sạch. Skill 3 giúp cho Win có cái tên đứa con của thần gió, tăng 50% tốc độ di chuyển, đồng thời khiến cho kẻ thù ở gần bị trúng gió giảm tốc chạy cũng như cho Win 100% khả năng né tránh. Ultimate của Win là một trong những skill burst đam vật lý mạnh nhất trong Dota 2. Win được cộng 500 attack speed khi tấn công một target được chọn, tuy nhiên sẽ bị giảm một lượng đam nhất định trong thời gian này. Gậy xanh giảm lượng đam mất đi khi sử dụng ultimate, đồng thời cooldown skill chỉ còn 15 giây, một trong những core item không thể thiếu của Win. Cách chơi Win rất đơn giản, chọn góc đẹp, link vào stun và ngay lập tức cast ultimate vào đầu đối tượng xấu số này. Một khi đã đủ item thì gần như chẳng có carry nào có thể sống sót nổi qua một cycle. Còn support thì kể cả là sách của trượt hoặc thậm chí là khỏi cần luôn. Có thể nói Win là một trong những hero toàn diện nhất trong Dota 2. Animation tốt, skill early khỏe, có skill chạy, có stun lâu và có ultimate burst dam cực mạnh. Toàn diện đến mức có thể giết hết mà chẳng cần phải làm gì nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong kỳ sau. Nó lại là biến thành thằng con bất hiếu, bố chết vẫn nhận nhớ để gặp chúng một mình. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bộ skill của gấu con. Ở level 1 gấu con có skill nào? Ở level 2 có skill bay về với bố. Ở level 3 gấu con có passive khi attack sẽ có khả năng chói và gây sát thương đến đối phương. Ở level 4... Các bạn đang theo dõi kênh FB TV. Đừng kê like và subscribe nhé.